chanh, đường, tỏi, ớt, rau, củ quả thì phải có đơn hàng dài thì mình ghi ra, xong giao giấy tiền. Thì nếu trong băng ký quận 5 á, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí. Tại vì anh em bảo vệ là giao luôn, trực tiếp chúng tôi giao luôn, bảo vệ chợ giao luôn để tạo điều kiện cho bà con. Mình chịu cực một chút, thiệt hại chút nhưng mà nó lại đảm bảo cái người đến đặt hàng. Những túi hàng này đã sẵn sàng để lên đường, đến nhà dân. Với một hình thức mua sắm đặc biệt chỉ xuất hiện trong những ngày dịch Covid-19 nóng bỏng tại thành phố Hồ Chí Minh. Số 9, đường Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11. Hồi sáng giờ đi giao cũng nhiều. Giờ còn đi giao thì nhiều hơn bán ở chợ. Chẳng cần vào bên trong chợ, không cần tiếp xúc với người bán, người mua mà vẫn có hàng hóa, đồ ăn thiết yếu mỗi ngày cho gia đình. Đó là cách đi chợ mới của những bà con sống xung quanh khu vực chợ xã Tây ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh diễn biến căng thẳng. Ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban quản lý chợ xã Tây quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày qua, người dân ở xung quanh khu vực quận 5 đã làm quen với hình thức đi chợ hộ do ban quản lý chợ sáng tạo ra. Để thuận tiện, ban quản lý chợ xã Tây đăng số điện thoại, danh sách các tiểu thương bán thịt, cá, trứng lên trang mạng của chợ để người dân biết. Khi mua hàng, người dân chỉ cần gọi vào đường dây nóng của chợ để đặt hàng. Chợ sẽ cử người tiếp nhận, ghi lại đơn hàng và cử người mua hộ, sau đó đi giao tận nhà cho bà con trong khu vực quận 5. Tiền hàng lấy từ khách sẽ về trả lại cho người bán. Nói chung là chủ yếu phục vụ trong quận 5 là chủ yếu thôi, chứ không phải là các quận khác. Thì trong quận 5 là chủ yếu, còn các quận khác là bắt buộc phải shipper thôi. Chứ làm sao mà đi hết được, lực lượng ở đây thì có 3-4 anh bảo vệ. Hỗ trợ là đi thường xuyên nhất, là thứ hai là đơn hàng tôi ra đi mua trực tiếp. Tiếp xong về rồi gói hàng xong hết, mang đến giao cho bà con, xong rồi con đưa tiền lại, rồi xong tôi trả lại cho bà con tiểu thương. Đó là như vậy. Còn cách giao hàng của tôi như vậy nè, áp dụng là 7 giờ 15 chính thức nhận đơn hàng, cho đến 10 giờ là hết đơn hàng, tại vì tới 11 giờ là chợ truyền thống nghỉ rồi, đa số nghỉ rồi, bà con dẹp chợ mà để sớm hay riêng. Rồi cứ một tiếng tôi giao hàng là bao nhiêu nhiều người ta đặt hàng, tới sợ tới 10 giờ giao hàng sao, nó không có. 7 giờ 15 chúng tôi đặt đơn hàng thì đúng 8 giờ 15 giao hàng lần, 9 giờ 15 giao hàng lần, 10 giờ 15 giao hàng lần, rồi xong 3 đợt. Ngoài hình thức đi chợ hộ, chợ xã Tây cũng áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo giãn cách, hạn chế tập trung đông người trong chợ. Người dân vào chợ bằng hai cửa, bà con vào cổng này, ra cổng kia. Ra vào để phải rửa tay, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Phía bên trong, các sạp hàng cách 1 mét đảm bảo không gian thoáng đãng. Đặc biệt, tất cả các gian hàng đều phải cam kết và niêm yết giá trước sạp để tránh tình trạng trả giá, mặc cả trong chợ. Số điện thoại của tiểu thương cũng được cung cấp trực tiếp cho người dân, nên đôi khi người đi chợ cũng không cần vào chợ. Mua sườn cốt lết hay thịt ba rọi hay là gì, giá bao nhiêu, thì người ta nói lấy cho tôi 2 ký hoặc là 1 ký, thì bà con hoặc nửa ký, đây nửa ký thì xong bà con sẽ cân nửa ký, xong đưa lại cho tiểu thương, người dân á, thì người dân không cần vào chợ, đứng ở ngoài thôi. Người ta đến đây điện thoại người ta mang ra đưa luôn, hạn chế vào chợ luôn đó, hình thức là hạn chế vào chợ. Khi dịch Covid-19 ngày càng lan nhanh, chợ truyền thống đứng trước nguy cơ tấn công của dịch bệnh. Chính những tiểu thương bán hàng cũng ý thức được nguy cơ và nhanh chóng thích ứng với các hình thức mua bán mới. Anh Văn Phú, 18 tuổi, con trai bà chủ sạp cá Tuyết Mai, có hơn 20 năm bán ở chợ xã Tây thời gian gần đây, đã chủ động đưa gian hàng của mẹ lên ứng dụng chợ trực tuyến. Bên cạnh các đơn hàng mà ban quản lý chợ giao dùm, sạp cá của hai mẹ con cũng liên tục nổ đơn trong vài tiếng buổi sáng. Chắc không biết là do dịch hay là do lúc đó em kiểu chưa bán nhiều, người ta chưa biết tới. Mà giờ sau thì bắt đầu doanh thu hiện ngày cao lắm tầm 1 triệu, giờ doanh thu thì được 2-3 triệu, có ngày cũng 4 triệu cũng có. Tầm đơn cao thì chắc tầm 600-700, số lượng đơn một ngày thì có thể tầm 10-11 đơn, có ngày mười mấy 20 đơn cũng có. Ai xài, ai mua nào, mua nào họ gọi là chị đây bán. Với nhiều người ta không biết về cái chuyển tiền đồ thì chị cho, chị kêu xe giùm, giao qua nhà. Vậy đó, Tân Bình, bỏ máy vòng vòng quận 5 với quận 6, 5 với quận 6 nhiều. Người ta mà mua lỡ đông thì mình lu bu hơn, nhưng mà giờ đâu có ai ra chợ đông nữa đâu. Giờ đa số là người ta đặt không mà, đặt hàng mà tôi giao sáng tới giờ đặt giao. Chứ mua đồ quà này người ta cũng sợ nên dám đi. Căn này để gì lỡ, đa số là chị bán giao. Dạ cảm ơn nha con. Dạ có gì ấy cô điện con. Dạ. Nhiều ngày nay, bên cạnh vai trò ông chủ sạp hải sản, anh kiêm thêm công việc shipper phụ vợ.
Bởi lẽ mặc dù sạp hàng còn vẹn nguyên ở đó, nhưng khách thì chỉ dám ở nhà và mua hàng online. 6-7 đơn gì á. Mệt lắm anh. Trời ơi, chạy muốn mà đuối à. Để duy trì được hoạt động trong khu chợ xã Tây, ban quản lý chợ liên tục phát loa nhắc nhở bà con tiểu thương, người dân đi chợ tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Bà con bán hàng cũng chủ động thông tin liên tục trong nhóm trực tuyến, giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Việc ban quản lý đi chợ hộ người dân được đánh giá là sáng kiến nhằm làm giảm lượng người đến chợ, đảm bảo giãn cách an toàn. Chương trình này cũng nhận được sự hỗ trợ của phường và đoàn thanh niên trên địa bàn.